10 câu chuyện về cuộc sống vợ chồng, nghe để cảm nhận. Chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Vân Anh xin gửi tới quý vị và các bạn một số câu chuyện, cũng chính là những dòng tâm sự của người trong cuộc. Đó là người vợ, người chồng đang gặp phải những vấn đề bế tắc trong hôn nhân cuộc sống. Cùng đón nghe để xem những tình huống này như thế nào quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, chồng ngoại tình khiến bản thân có cơ hội xem lại mình. Anh à, sóng gió hôn nhân 5 năm chẳng phải vừa, nhưng nhờ có nó mà em nhận ra thời gian qua mình sống vô tâm. Em vốn dĩ rất năng động, thất bại lần đầu tiên là khi phỏng vấn vào câu lạc bộ sinh viên tình nguyện. Khi nhận kết quả không được vào, em dừng mọi hoạt động sau đó. Cuộc sống sinh viên cũng không có gì nổi trội sau này. Ra trường, em kiếm được công việc ổn định, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Trong em tồn tại suy nghĩ kiểu bứt phá, táo bạo, nhưng chẳng thể giải phóng được. Luôn sợ sệt, hay nói một cách khác là không sống thật với lòng mình. Suy nghĩ thể hiện là người thế này, nhưng việc làm lại khác. Bạn bè yêu quý và cho rằng em tốt bụng, nhưng nhiều khi em nghĩ mình quá ích kỷ. Nó giống như kiểu miệng nam mô, bụng bồn dao găm. Rồi tới khi mình là vợ chồng, cuộc sống diễn ra rất tốt đẹp, công danh sự nghiệp tiến tới, ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Ai biết thật sâu trong con tim em vẫn có cảm giác gì đó thiêu thiếu. Lúc đầu em nghĩ mình là nạn nhân, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn và ngẫm lại các vấn đề thì có lẽ lỗi từ em. Từ khi gia đình em gặp khó khăn, bố mẹ mâu thuẫn, phận làm con cái khi có chuyện là không dám bộc bạch, không thể nói hết suy nghĩ thật trong lòng. Em chỉ khóc. Cảm xúc dâng trào khi đó và lâu dài, thời gian sẽ xóa mờ. Dần dần, tính cách này đã theo em cho tới giờ khi đã làm vợ, làm mẹ được 6 năm rồi. Em nhớ, khi gia đình gặp vấn đề, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Ngay cả khi mình biết trước điều đó, nhưng chẳng dám nói ra, để cuối cùng khi mọi chuyện đến không còn cứu vãn được nữa. Cuộc sống hôn nhân cũng vậy. Nhiều suy nghĩ trong lòng nhưng lại khó nói thành lời. Lâu rồi tích tụ, em thu mình lại thành một khoảnh khắc trống vắng. Trước, em là cô gái mộng mơ, vui tươi phải không anh? Từ khi cưới xong, tính cách hai đứa không được hòa hợp. Em thích ứng nhiều theo anh. Em mua quần áo cho anh không vừa ý. Lúc đầu em còn khó chịu, nói nhiều, sao rồi khỏi mua nữa. Hoặc một việc nào không vừa ý là em sẽ cố gắng nhẫn nại. Em không chia sẻ vì đúng là cuộc sống chưa phải gặp khó khăn hay áp lực gì nhiều, ngoại trừ chuyện gia đình. Những trăn trở trong lòng hay các vấn đề mâu thuẫn từ vợ chồng mình cũng xuất phát từ gia đình em khá nhiều. Em quan tâm hơn tới các em mình. Em vì ruột thịt nhưng lại đánh mất tình cảm gia đình riêng. Đứng giữa sự lựa chọn giữa người thân và gia đình riêng, đúng là em có suy nghĩ gia đình riêng cần mình hơn. Em từng nghĩ mình độc lập tài chính, giỏi giang, không quá xuất sắc như anh, nhưng trong mắt người khác em cũng không thấp hơn ai, dù có làm sao mình vẫn tốt. Có lẽ em sai rồi, sai từ suy nghĩ tới hành động. Em nghĩ mình làm đúng vai trò người vợ, về nhà chăm lo gia đình, đối xử với nội ngoại ổn là được. Chính em cũng nhận thấy những điều đó chưa đủ. Mình chỉ làm đúng trách nhiệm mà thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm giữa hai người. Từ đó hôn nhân tẻ nhạt. Ngài đọc được tin nhắn của anh với người phụ nữ khác. Em đủ tỉnh táo để hiểu mối quan hệ đó đang ở mức nào. Em sốc, tổn thương. Nhờ có cơ hội này, em mới đủ can đảm nói hết những tâm sự trong lòng. Em vô tư, chưa đủ tinh tế để nắm bắt cảm xúc người khác. Nhiều khi vô tư tới mức nếu anh không nói buồn thì chắc em chẳng nhận ra. Chán quá anh nhỉ. Em sẽ cố gắng tìm lại chính mình, mạnh dạn đối diện với mọi vấn đề. Kết thúc câu chuyện, em nghĩ cũng học được nhiều thứ, cần lắng động và trưởng thành nhiều hơn nữa. Chồng của em cũng vậy nhé. Nếu vợ sai hay không hiểu, hãy mở lòng nói cho vợ biết. Em vẫn yêu chồng thật nhiều. Câu chuyện thứ hai,
một lòng một dạ với vợ con mà vẫn bị phản bội. Tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ được lý do vì sao vợ lại phản bội mình. Chúng tôi nhà ở cùng thôn, em bắn tín hiệu trước. Tôi nhận thấy hai bên nội ngoại cũng gần nên đáp trả. Tình cảm của chúng tôi phát triển rất nhanh, phần vì đã biết nhau từ nhỏ, phần vì cũng đến tuổi yên bề gia thất. Vậy là đám cưới nhanh chóng diễn ra. Vợ được mọi người nhận xét là hiền dịu, nhu mì, đúng kiểu phụ nữ tôi thích. Tới nay chúng tôi sống cùng với nhau 11 năm rồi, có hai con đủ nếp tẻ, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Tôi là kỹ sư, vợ làm ở bưu điện huyện, cuộc sống cứ êm đềm như vậy. Vợ chồng cũng có những lúc bất hòa, nhưng tôi luôn muốn làm hòa trước. Vợ chồng tôi bình thường, chưa xây được nhà riêng do công việc làm ăn của tôi thua lỗ, có điều ở quê không thiếu nhà để ở. Vợ chồng dự tính làm nhà trong 1-2 năm nữa, giờ làm luôn cũng được, nhưng mảnh đất để xây vợ tôi không vừa ý. Mỗi khi áp lực công việc, nhìn thấy vợ con vui vẻ là tôi như xua tan mọi mệt mỏi. Gần đây tôi thấy biểu hiện của vợ rất lạ, chăm chút nhan sắc hơn, điều trước kia tôi hiếm khi thấy. Tiếp theo là những cuộc gọi hay tin nhắn mà vợ xem xong lập tức xóa. Hai máy chúng tôi đều mở được của nhau, tôi lại tò mò kiểm tra vì vừa thấy cuộc gọi mà xem lịch sử đã chẳng thấy gì. Điều làm tôi nghi ngờ nhất đó là vợ dạo này gần gũi tôi theo kiểu miễn cưỡng, hay tránh né hoặc thiếu nhiệt tình. Chuyện này trước giờ không có. Linh cảm của người chồng khiến tôi nghi ngờ, cũng bóng gió để vợ biết mà dừng lại khi tôi chưa có bất cứ bằng chứng gì. Sau đó, những biểu hiện của vợ không giảm mà ngày càng tăng. Tôi hỏi thì vợ chối. Tôi quyết định tìm sự thật qua một công ty thám tử. Và rất nhanh tôi đã có kết quả. Thật sự uất hận. Chỉ những ai rơi vào tình cảnh như tôi mới hiểu nổi. Thật đau đớn, nhục nhã, pha chút bất lực các bạn à. Vợ tôi ngoại tình. Tôi đã có bằng chứng họ đi nhà nghỉ và nói chuyện như lời yêu đương, cứ như chưa bao giờ được yêu. Người vợ ngoan hiền nhu mì của tôi đây sao? Em cặp kè với đồng nghiệp nam nhỏ tuổi. Nếu em ngoại tình với người giỏi giang thành đạt thì còn hiểu được. Đằng này lại là người bình thường, đến nỗi không thể bình thường hơn. Tôi đã làm gì sai mà vợ lại phản bội như thế? Vợ chồng tôi không bất hòa, tôi không rượu chè cờ bạc hay lô đề, trai gái gì. Chuyện vợ chồng cũng hài hòa. Tôi ôm vợ và nói chuyện, kể về những chuyện ngoại tình đọc được trên tâm sự, nói về hậu quả của việc vợ chồng chia tay. Sau đó hỏi vợ có giấu mình chuyện gì không? Vợ thành khẩn và biết sai để sửa thì tôi chấp nhận bỏ qua hết, bỏ qua luôn sĩ diện và lòng tự trọng. Còn nếu vợ không thành khẩn, tức sai mà không biết sửa, tôi sẽ chia tay. Vợ đương nhiên chối, nghĩ rằng tôi không có chứng cứ. Tôi nói một số việc, ngày giờ họ gặp nhau, nói với nhau cái gì nhưng chưa đưa ra bằng chứng, cho vợ suy nghĩ 2 ngày. Đến đây, có thể nhiều người chỉ trích tôi là nhu nhược, lụy tình, sao không làm to chuyện. Tôi nghĩ có làm to chuyện thì rồi cũng rơi vào vòng lẩn quẩn như trên thôi. Chưa hết 2 ngày, vợ đã khai hết, nói là không hiểu vì sao lại làm thế, và chuyện này có từ gần 1 tháng nay. Vợ thành khẩn mà lòng tôi vẫn nặng trĩu. Phải làm sao đây khi đã chấp nhận bỏ qua cho vợ nhưng chẳng thể thoải mái được? Rất mong được các bạn chia sẻ cùng. Câu chuyện thứ 3, chồng ngoại tình với bạn học cũ của tôi. Sự việc đã xảy ra hơn 5 tháng nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện chồng ngoại tình. Vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước, có 2 con. Con gái năm nay vào đại học, con trai học tiểu học. Chúng tôi gắn bó với nhau hơn 20 năm. Mọi vui buồn, hạnh phúc hay khó khăn đều trải qua. Trước khi xảy ra chuyện, gia đình tôi có cuộc sống êm đềm, bình yên và vui vẻ. Trong cảm nhận của tôi, anh là người chồng và người cha tốt, mẫu đàn ông của gia đình, luôn quan tâm vợ con. Những việc đi chợ, nấu cơm, lau nhà, chở con đi học,
anh không nề hà gì. Thậm chí, mỗi khi muốn la cà nhậu nhẹt với bạn bè, anh cũng phải giúp tôi hết việc nhà rồi mới đi. Tôi kể sơ về gia đình mình để thấy rằng trước khi chồng ngoại tình, chúng tôi không có mâu thuẫn. Vợ chồng yêu thương nhau, đôi lúc có cãi vã, nhưng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh mà vợ chồng nhà nào cũng có. Vì thế, khi anh ngoại tình, tôi vô cùng sốc, đau đớn, mất niềm tin, không thể chấp nhận được. Bồ của chồng là bạn thời phổ thông của tôi, đã có gia đình. Chồng thường xuyên đi làm xa nhà, nên cô ta lăng nhăng với nhiều người đàn ông khác, xem việc đi nhà nghỉ là chuyện bình thường. Theo lời chồng kể, mối quan hệ của họ bắt đầu từ cuộc giao lưu của hai cơ quan, sau đó đi hát karaoke và anh xin số điện thoại của ta. Những ngày sau cuộc giao lưu đó, họ thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, chúc ngày mới cũng như công việc tốt lành. Nửa tháng sau, người phụ nữ này chủ động rủ chồng tôi đi nhà nghỉ, nhưng anh từ chối. Vài ngày sau đó, cô ta tiếp tục rủ và chồng tôi nhận lời. Sau lần quan hệ đó, họ tiếp tục nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng chồng tôi không đi nhà nghỉ nữa, bởi thấy có lỗi với vợ con và sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì mối quan hệ này, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm cô ta. Mối quan hệ bí mật của họ cứ như thế kéo dài hơn 4 tháng, rồi sự việc vỡ lở là do anh mắc bệnh lậu và lây sang tôi. Khi tôi hỏi, anh nói dối rằng do ham vui đi massage và Oraset nên bị nhiễm bệnh. Tôi làm căng lên, anh mới thú nhận toàn bộ sự việc. Không thể nào diễn tả được nỗi đau của người vợ bị chồng lừa dối phản bội. Tôi mất niềm tin vào chồng, không biết tốn bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu đêm mất ngủ. Tôi viết đơn ly hôn, ép anh phải ký. Hiện tại, thủ tục ly hôn tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn mang lên tòa nộp. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình là người không đàng hoàng, không xem trọng gia đình, coi nhẹ danh dự, uy tín và nhân phẩm. Ngay từ đầu, anh biết mối quan hệ này sai trái, nhưng không muốn dừng lại. Biết người phụ nữ kia không đoan chính, lẳng lơ mà lại muốn duy trì. Anh luôn khẳng định không có tình yêu với người đàn bà đó, chỉ là cảm xúc thoáng qua, cảm thương cho hoàn cảnh của cô ta, quan tâm và đến với cô ta vì ham muốn xác thịt. Anh chỉ quan hệ một lần duy nhất, vì nghĩ rằng đàn ông không mất gì và vợ con không biết thì chẳng sao. Còn việc vẫn nhắn tin hỏi thăm duy trì mối quan hệ, vì anh nghĩ đã qua lại rồi thì cũng có chút tình không thể qua cầu rút ván. Tôi thật sự thất vọng về chồng, tại sao anh có thể suy nghĩ như vậy? Khi anh không có gì, tôi đã đồng cam cộng khổ, gắn bó. Giờ anh đạt được thành tựu, có phụ nữ khác quan tâm là lại quên nghĩa tình với tôi. Tôi không thể nào quên được sự bội bạc đó. Trong lòng luôn có sự giằn xé giữa lý trí và tình cảm. Lý trí nhắc nhở tôi rằng, chồng là người đàn ông hư hỏng, không coi trọng giá trị đạo đức, không coi trọng gia đình vợ con. Vì một người đàn bà mà quên đi những ngày tháng nghĩa tình giữa vợ chồng, người như thế không xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên gia đình, không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Có điều, tình cảm tôi dành cho chồng vẫn còn, nên mang hồ sơ ly hôn đến cổng tòa, rồi tôi lại mang về. Dẫu vậy, trong lòng tôi luôn có ý định bỏ chồng, bởi sống cùng với anh là tôi lại đau, dằn vặt anh làm khổ tôi, tiếp tục những ngày tháng đau khổ. Về phần chồng, từ khi xảy ra chuyện, anh rất ân hận, van xin tôi tha thứ, cho cơ hội duy nhất trong đời để chuộc lại lỗi lầm. Anh bảo sẽ chỉ sống vì công việc và gia đình, làm tất cả những gì có thể và những gì tôi yêu cầu. Anh nói rất yêu tôi, không thể sống thiếu vợ con, mất gia đình là anh mất phương hướng đời sống. Nhiều lần anh đã khóc, cũng nhiều lần tôi đuổi anh đi. Anh lên cơ quan ở được vài bữa, nhiều lắm là một tuần, sau đó quay về xin tôi tha thứ. Nhiều lúc tôi cũng xúc động, muốn quên đi tất cả để cho chồng có cơ hội, nhưng trong lòng lại không thể quên được, dằn vặt chuyện anh từng làm. Trong tôi giờ chỉ muốn bình yên để sống cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng chưa làm được. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, phải làm gì để quên chuyện của chồng từng gây ra? Làm sao để tâm hồn bình yên, thanh thản, không phải nghĩ ngợi đến chuyện này? Chồng tôi có đáng được tha thứ? Câu chuyện thứ tư,
ngoại tình vì người ấy kiếm tiền giỏi hơn chồng tôi. Ngoại tình, tôi đang lâm vào cảnh đó, dù biết sai nhưng nhiều khi vẫn nuông chiều cảm xúc mà đi sai hướng. Tôi là cô gái tỉnh lẻ vào Sài Gòn. Trước khi quen và lấy chồng, tôi có vài mối tình cũng đi quá giới hạn. Chồng không quan tâm đến chuyện đó, anh cũng trải qua những mối tình giống tôi. Chúng tôi không suy xét về quá khứ của nhau. Vợ chồng lấy nhau được 7 năm, có hai cô con gái. Anh yêu tôi, nói với tôi điều đó mỗi ngày. Tôi cũng cảm nhận được sự cố gắng và nuông chiều của anh dành cho vợ. Anh đi làm lương tháng chỉ 15 triệu đồng, đưa tôi 5 triệu lo tiền học cho hai con, sinh hoạt phí hàng ngày. Tôi phải gồng mình gánh vác. Là người biết lo toan nên tôi cố gắng gói gọn các khoản sinh hoạt để không phát sinh quá. Nhiều lần tôi nói anh cố gắng để kiếm được nhiều hơn lo cho con. Anh đồng ý, nhưng dường như số trời chưa cho nên chưa thể kiếm nhiều hơn. Tôi cũng hiểu và không gây áp lực cho anh nhiều. Bên cạnh đời sống vợ chồng tưởng như hạnh phúc đó, tôi thầm thương người đàn ông khác. Tôi khâm phục sự cố gắng, nghị lực nơi người ấy. Anh không đẹp trai, không ngọt ngào, nhưng kiếm tiền giỏi. Dù nhiều lần vấp ngã, sa sút trong sự nghiệp, nhưng anh vẫn cố đứng lên, gây dựng lại. Nói đến đây, mọi người lại nghĩ tôi ham giàu, nhưng không, tôi không hề lấy tiền của anh ta. Dù đi ăn, thì bữa này anh trả, bữa sau tôi trả. Tôi chẳng muốn nợ anh điều gì. Điều tôi muốn là anh sẽ không bao giờ quên được tôi vì một lý do đặc biệt nào đó. Tôi cũng không biết thương anh vì gì nữa, chỉ biết là tôi luôn nhớ đến anh. Anh dành cho tôi một chút cử chỉ ngọt ngào cũng khiến tôi thấy lâng lâng khó tả. Tôi nhiều lần đấu tranh tư tưởng rằng mình không nên làm vậy, phải dừng mọi suy nghĩ đó lại. Anh biết tôi thương nên cũng thể hiện một chút tình cảm. Anh đã có gia đình, từng nói sẽ không ly dị vì sợ khổ các con. Đó cũng không phải là điều tôi muốn. Cũng như những người đàn ông ngụy biện cho việc ngoại tình. Anh nói không có tình cảm với vợ, vợ chồng ngủ riêng và không gần gũi. Tôi như con điên dại lại nghe những lời thừa biết không đúng đó, ngủ quên trong những lời nói và cử chỉ ngọt ngào. Tôi biết mình và anh đều sai. Anh nhiều lần bảo tôi đừng gặp nhau nữa, hãy vung vén cuộc sống gia đình. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng dường như tôi không chịu nổi điều đó. Tôi viết lên đây không phải để tìm lời khuyên, chỉ muốn nghe những lời mắng chửi của mọi người để bản thân tỉnh ngộ, bước tiếp con đường mình chọn. Tôi biết người sẽ bên cạnh tôi bây giờ và sau này chỉ có chồng. Ngoại tình bây giờ không như hồi xưa, nhưng tôi vẫn không muốn vướng vào mối quan hệ nhập nhằn. Sẽ có người nói tôi mâu thuẫn, nhưng đúng là tôi đang mâu thuẫn thật. Một phần muốn quay về cuộc sống trước đây, cố quên những ngày say nắng. Một mặt tôi muốn gặp lại người đó để có thể tìm về cảm giác thương yêu. Tôi sẽ bước đi, bước tiếp con đường phía trước cùng chồng như những ngày đã qua, rồi tôi sẽ quên người ấy thôi. Câu chuyện thứ 5. Chồng cặp với người tình cũ 7 năm mà tôi không biết. Tầm này năm trước, sau khoảng thời gian cách ly vì dịch bệnh để về với gia đình, tôi vô tình thấy những tin nhắn của chồng với tình cũ. Nội dung là hỏi thăm, tâm sự về những công việc trong cuộc sống. Có đoạn anh nói văn vở yêu đương. Tôi làm ầm lên, bảo đã đem lòng yêu người khác thì sẽ trả tự do cho anh và tự nuôi dưỡng con cái. Tôi thuộc tiếp người phụ nữ độc lập, lấy anh vì yêu chứ không phải vì vật chất. Sau cưới tôi trợ giúp anh rất nhiều, vợ chồng cùng gây dựng được sự nghiệp và tài sản khá tốt. Sau chuyện đó tôi làm đơn và nói anh ký. Tài sản tôi không tranh chấp và sẽ nuôi dưỡng con tốt. Ngày sau đó anh không dám đi làm vì sợ tôi làm điều dại dột, như kiểu canh chừng tôi. Tôi gọi cho người phụ nữ kia, cô ta nhắn tin xin lỗi và thừa nhận vì tin chồng tôi nên mới nhắn tin qua lại và làm vậy là sai, hứa là sẽ chấm dứt. Chồng thú nhận đã quan hệ với cô ta sau khi lấy tôi. Nói thêm, tôi và anh yêu nhau từ thời học sinh, cưới anh năm tôi 20 tuổi, tôi và anh là người đầu tiên của nhau. Chồng quỳ xin tôi tha thứ cho sai lầm của anh bảo đó là quá khứ nhơ nhút không muốn nhớ tới.
giờ tôi phát hiện ra tin nhắn rồi, anh muốn nói sự thật đã giấu 7 năm qua. Mỗi năm anh đi cà phê với tình cũ 1-2 lần và xảy ra chuyện đó. Tôi tạm tin vì vợ chồng làm gần nhau, biết lịch của nhau. Ngoài ra anh không chơi bời nhậu nhẹt nhiều, đi làm về chăm con, nên trong những năm đó tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Tôi không phải tiếp phụ nữ dễ tin, nhưng thấy anh rất tốt với gia đình mình. Những năm tháng ở chung, anh là người chồng tốt, phụ tôi việc nhà và chăm con cái. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch cùng với nhau. Anh lên lịch làm sinh nhật tôi ở nơi đi du lịch rất chu toàn. Lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Sau một năm, tôi dùng vài sim rác thử anh. Anh nhắn với cô kia rằng, quá khứ ai cũng có sai lầm, sai thì phải sửa, đừng liên lạc với anh nữa. Thật ra, vợ chồng tôi không giấu mật khẩu gì, có thể tự do dùng tài khoản của nhau. Có lần, vợ chồng gây gổ do tôi nhớ lại chuyện cũ rồi cay cú. Anh mất kiểm soát đập điện thoại, đập đồ, điều mà trong từng ấy năm chung sống chưa bao giờ xảy ra. Tôi điên lên rồi ly dị do không thể quên chuyện cũ. Tôi không cao cả, để tha thứ và chọn cách ra đi. Anh lại năn nỉ, dùng mọi cách làm tôi vui, viết cam kết, xin lỗi, về nhà đúng giờ ân cần với tôi. Anh xin cơ hội làm lại cuộc đời sau sai lầm đó, không muốn mất tôi và con, anh rất yêu con. Sau thời gian, tôi cũng nguôi ngoai, vẫn yêu chồng và quan tâm chăm sóc anh. Tôi không muốn nhớ tới chuyện cũ, nhưng trong lòng khó hiểu. Tôi biết, từ đó đến giờ, một năm trôi qua, chồng hoàn toàn chấm dứt với tình cũ, còn tôi chẳng buông bỏ để hoàn toàn tin anh lần nữa. Về người phụ nữ kia, tôi không đánh ghen ầm ĩ, vì chồng nói chuyện đó xảy ra 2-3 năm trước rồi, anh cũng biết sai và muốn chấm dứt. Người kia cũng nói còn yêu chồng tôi, đó là mối tình từ những năm cấp 3. Nhưng giờ tôi biết rồi, cô ấy hứa sẽ chấm dứt và đã xin lỗi tôi. Tôi không chửi, không mạt sát người phụ nữ đó, chỉ nói chuyện và cô ta đã khóc, nói rằng làm tổn thương tôi rồi. Tôi thấy mình quá bình thản với mọi chuyện, nhưng thực sự vết thương lòng chưa lành. Tôi không thể đối diện cái sai đó một cách thẳng thắn, muốn trốn tránh nó, vì khi nhớ lại thấy tổn thương vô cùng. Tôi phải làm sao? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Câu chuyện thứ 6. Chồng không tôn trọng vợ và gia đình vợ. Chồng tôi là người tốt, luôn hòa đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng sống cùng anh tôi mới thấy nhiều nỗi buồn. Anh hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt anh kiếm tiền rất giỏi. Những ai tiếp xúc với anh đều bị anh cuốn hút. Tôi may mắn khi được đồng hành cùng anh. Ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ cuộc sống của tôi, nhưng thực sự tôi rất buồn. Có thể nhiều người sẽ bảo tôi ngu ngốc, tham lam khi không biết hài lòng với những gì mình đang có. Cuộc sống mà. Hơn nữa, phụ nữ cần những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Tôi cần sự tôn trọng của chồng dành cho gia đình vợ và vợ. Chúng tôi có 2 đứa con xinh xắn và đáng yêu. Chúng rất yêu thương ba, nhưng phần lớn được ông bà ngoại chăm sóc từ nhỏ. Vợ chồng tôi đi làm nên gửi con cho ông bà chăm giúp, đưa đón con đi học và cho ăn uống. Có thể ba mẹ tôi nhiều khuyết điểm nhưng vẫn là người sinh ra tôi. Chồng lại suốt ngày càm ràm, chê bai họ lười biếng, không gọn gàng, dễ làm hư con trẻ. Anh chê tôi không có chí tiến thủ, ngu muội, không giỏi giang, đến nỗi tôi hoài nghi mình là kẻ vô dụng và bất tài. Từ lúc cưới nhau, tôi chưa hề đòi hỏi hay nhận tiền tiêu vặt từ anh, vẫn tự đi làm và nuôi sống bản thân. Tôi không giỏi kiếm tiền bằng anh, nhưng cũng không phụ thuộc vào chồng. Ba mẹ tôi không nợ gì anh, còn dành thời gian chăm sóc con anh. Anh không nói gì với ba mẹ tôi, nhưng tỏ thái độ khiến ba mẹ rất buồn. Ba mẹ thương con thương cháu nên không nói gì, vì đó là gia đình riêng của tôi, họ tôn trọng tôi. Tôi thật sự rất buồn và tủi thân. Nhiều lúc, lời nói của anh gây tổn thương tôi ghê gớm, nhưng bản thân chẳng thể nói. Có thể tôi nhu nhược, lời nói của anh đứng trên góc độ chủ quan là đúng, nhưng làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi chỉ xin chồng hãy tôn trọng ba mẹ vợ,
tôn trọng vợ một chút. Tôi rất dễ bằng lòng, nhưng ai cũng có giới hạn nào đó. Tôi sợ sự chịu đựng của mình sẽ hết, cuộc sống gia đình lại nguội lạnh. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Câu chuyện thứ 7. Hạnh phúc mỗi ngày của tôi tính từ lúc vợ ngủ. Tôi người miền Tây, vợ người miền Trung, cùng vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi 38 tuổi, vợ kém 8 tuổi, quen 2 năm rồi cưới 7 năm. Về anh em trong gia đình, sau cưới khoảng 1 năm, em trai lên Sài Gòn học, tôi cho tiền nhà trọ vạn học. Cùng thời gian đó, em trai của vợ lên học, tôi không phụ giúp gì về tiền bạc, chỉ cho em ở chung nhà. Thỉnh thoảng, ba mẹ vợ gửi thêm đồ ăn từ quê vào cho em và vợ chồng tôi. Giờ em trai tôi có vợ con và ở gần nhà tôi. Em trai vợ đi làm và qua ở nhờ bên người bà con. Về kinh tế, tôi là trụ cột gia đình. Cuối tháng lãnh lương, một phần tôi trả nợ tiền vay ngân hàng mua nhà và chi tiêu cá nhân, còn lại giao vợ giữ. Vợ gửi tiết kiệm. Về công việc của tôi ít tâm sự với vợ về chuyện này. Đỉnh điểm là khi tôi tìm được việc mới, làm giám đốc một công ty con mới mở trong tập đoàn, lương khá cao đối với mình. Công việc đòi hỏi 2 tháng tôi phải đi công tác một lần, mỗi lần đi 1-2 ngày. Tôi rất vui nên chia sẻ với vợ. Lúc đầu vợ không chịu, nhưng tôi thuyết phục dần dần và vợ đồng ý. Lần đi công tác đầu, vợ vui vẻ và dặn mua quà. Chuẩn bị đi lần thứ 2, vợ bắt đầu hát bài. Mấy người lương cao, chức cao hay đi công tác dễ lăng nhăng lắm. Vợ cứ nói mãi, khiến tôi chịu không nổi nên xin nghỉ. Do nghỉ đột xuất và chán nản, nên khoảng 1 năm sau tôi mới xin việc trở lại. Trong thời gian đó tôi làm việc lặt vặt để có tiền sống qua ngày. Về công việc của vợ, tôi không hỏi thăm, có gì vợ tự chia sẻ. Về tính cách của vợ, em tính trẻ con, vui vẻ hòa đồng, vợ rất chịu thương chịu khó, nhưng việc nội trợ vụng về. Đơn giản như việc gọt trái cây, tôi phải tự làm. Hôm nào vợ nổi hứng lên làm là tôi chỉ dám nhìn, không dám ăn. Vợ hay bảo, mấy người trên công ty của em bảo em gọt trái cây như thế này thì làm sao làm dâu được. Đúng thật, gia đình tôi không bắt em làm dâu, em chỉ ở nhà 2 ngày sau cưới để phụ dọn dẹp. Về chi tiêu, vợ tôi rất tiết tiền, có lúc mua đồ mà bị trả thiếu vài nghìn đồng là việc càm ràm tôi suốt buổi tối, tôi không ngủ được luôn. Vì thế, hầu hết việc mua sắm vật dụng trong nhà tôi làm. Đồ dùng nhà bếp như son, nồi, chén, dĩa, vợ thường bảo mai mốt mua. Kết quả tôi mua 10 lần, vợ chưa chắc mua được một lần. Những điều bức xúc. Một hôm dỗ con ngủ xong, tôi hơi mệt nên mở tủ lấy sữa uống. Tôi hơi mạnh tay làm vợ giật mình thức dậy. Vợ bảo, em khó ngủ, để yên cho em ngủ. Tới gần sáng mệt quá, vợ mới chịu đi ngủ, còn tôi ngồi nhìn con ngủ tới sáng. Có hôm tôi chở vợ con đi ăn sáng, đến nơi con ăn ít và ăn chậm nên vợ lại nói, con làm khổ mẹ quá. Có hôm vừa thức dậy vợ nói, mấy hôm nay con ăn cháo ngán quá rồi nên ăn ít, mẹ đi mua đồ ăn khác về cho con. Lát sau nghe vợ thét lên, mẹ mệt lắm mới mua cháo về cho con, sao con không chịu ăn, mẹ khổ với con quá. Khi con tôi bị bệnh, con mệt 1 nhưng mẹ mệt 10. Vợ tôi suốt ngày kêu, sao con yếu quá, con bệnh hoài vậy. Khi tôi cho con uống thuốc, vợ lại nói, uống thuốc gì mà uống hoài vậy? Vợ bệnh, tôi mua thuốc cho uống thì lại bảo, biết em không uống thuốc còn mua cho tốn tiền. Vợ tôi về quê ngoại sinh, sau 6 tháng thì vào ở với tôi được 2 tháng, gửi con nhờ bà ngoại chăm. Con hơn 2 tuổi thì vào với vợ chồng tôi. Sự việc bắt đầu từ đây. Tôi quyết định không nhìn vợ nữa, nghĩ phải uống nắng để vợ làm cái nào cho ra cái đó và dạy dỗ con cái nên người. Cuộc sống bế tắc khi Covid đến, vợ chồng phải cách ly ở nhà và đều được làm online. Vợ hơi tí là cáo gắt, kêu than. Hạnh phúc đến với tôi là khi vợ nằm im ngủ, tôi dỗ con và hai cha con cùng ngủ. Hôm nào vợ hứng lên rồi ru con ngủ là lại điệp khúc. Mẹ la con khóc,
đến 1-2 giờ sáng mới ngừng. Hôm nào tôi thấy khỏe nhất, hạnh phúc nhất là vợ ở trong phòng làm việc. Đến giờ cơm ra ăn thôi, phần còn lại để tôi lo. Hết giờ làm, tôi tranh thủ chạy về ăn cơm. Nếu vợ chưa tắm cho con thì tôi phụ tắm dọn cơm. Hôm nào tôi về trễ, con hay nhắc, bảo vợ gọi điện thoại cho tôi về ăn. Ăn xong tôi chơi với con, vợ rửa chén, hoặc vợ chơi với con thì tôi rửa chén. Con chơi chốc lát rồi uống sữa và đi ngủ. Đó là ngày đẹp, và một tháng chỉ có vài ngày như thế. Còn lại, vợ luôn kêu ca, tôi ăn cơm cho nhanh và chạy vào phòng ôm cái điện thoại để không nghe thấy gì. Khi con trai 4 tuổi của tôi bị hậu COVID, tôi nghỉ việc chăm bé tại bệnh viện. Vợ tôi bận đi làm không nghỉ được, mỗi tối vào thăm tí rồi về. Mấy ngày đầu, bé bệnh nên mẹ vừa khóc vừa càm ràm xong rồi về. Mấy ngày sau đỡ bệnh, mẹ vào cười tí rồi về. Tôi không biết làm gì để thay đổi bệnh nhà, thấy như vậy nản quá. Sau COVID, tôi thường suy nghĩ tiêu cực, phải làm sao đây? Mong được các bạn tư vấn. Câu chuyện thứ 8. Trả giá đắt khi phản bội chồng. Chồng tôi gia trưởng, không tôn trọng gia đình vợ. Cuộc sống gia đình nhiều sóng gió nên khiến tôi sa ngã và cái kết thật buồn. Tôi yêu xa 3 năm rồi kết hôn 7 năm, tính đến khi vợ chồng tan vỡ. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng sóng gió. Anh người miền Bắc, tôi người miền Nam. Anh có trách nhiệm với gia đình, không cờ bạc nhậu nhẹt, không gái gú, không la cà. Anh gia trưởng, mọi chuyện tôi đều phải theo ý anh. Anh không tôn trọng gia đình vợ, chưa bao giờ tham gia đám hỏi cưới hay dỗ bên nhà tôi. Mẹ tôi ở gần, tôi trả tiền phòng trọ cho bà 3 triệu đồng. Mẹ làm về sớm nên kiêm luôn phần nấu ăn cho chúng tôi. Anh chi ly tính toán, bảo tháng ăn mỗi buổi tối làm gì hết 3 triệu đồng. Trong khi mỗi tháng mẹ ăn chay 4 ngày, cuối tuần tôi đi chợ. Mỗi năm anh biếu mẹ 5 triệu đồng dịp Tết, giờ anh biếu 3 triệu đồng vì bảo biếu nhiều cũng hết. Thẻ tôi thì dùng để chi tiêu, thẻ anh thì anh giữ. Anh không lúc nào nói ngọt ngào với tôi. Tôi luôn chạy về phía anh từ hồi còn yêu nhau. Mẹ lúc nào cũng khuyên tôi nên nhịn chồng vì con cái. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi không gặp lại mối tình đầu hồi 17 tuổi. Lúc ấy chúng tôi ngây ngô, chưa hề có xảy ra chuyện gì. Anh luôn ấm áp, nhẹ nhàng, độc thân, nhưng sống buông thả vì em gái mới mất. Tôi như bị cuốn vào chuyện của anh, cố biến mình thành siêu anh hùng giải cứu người đàn ông này, để anh trở nên tốt hơn bằng việc khuyên nhủ anh qua những dòng tin nhắn hỏi han. Tôi nhận thấy đã đi quá xa. Tôi lên mạng đọc những bài tâm sự về cái giá phải trả cho việc ngoại tình, cũng tìm đến các chuyên gia tâm lý. Cái sai của tôi là không nói cho chồng khi sự việc chưa đi quá xa. Tôi sợ chồng tổn thương nếu biết sự việc này, nên đã viết đơn ly hôn. Rồi anh phát hiện, tôi quỳ xuống xin anh đừng cho bất kỳ ai biết, nhất là con trai yêu quý. Tôi sợ làm tổn thương trái tim nhỏ bé ấy. Ngày đêm đó, lần đầu tôi cảm nhận chồng yêu và sợ mất vợ sau ngần ấy năm chung sống. Anh khuyên tôi nói ra sẽ bỏ qua hết. Tôi thấy mình không còn xứng đáng với anh. Bình thường đã khó sống với chồng, giờ còn khó hơn khi bản thân mắc lỗi tài đình như này. Chúng tôi ly hôn đến giờ được 5 rưỡi, anh nuôi con, cuối tuần tôi đón con qua chơi. Hôm nay anh bảo tôi nên để 2 cha con có cuộc sống riêng vì chính tôi đã đánh mất tất cả. Lòng tôi đau như cắt, nhớ con trai vô cùng, khóc trong đêm khi nhìn những tấm hình lúc con mới sinh, một khuôn mặt ngây thơ. Đọc tin nhắn con gửi bằng chiếc điện thoại ba mua. Mẹ ơi, con muốn đi chơi với mẹ. Mẹ ơi, nay con lớn rồi, học lớp 1 rồi. Mẹ ơi, con thi được 8 điểm, mẹ có buồn và la con không? Lòng tôi đau như cắt, không dám tưởng tượng mình phải xa con từ đây. Tôi là người mẹ tồi, sinh ra con nhưng không thể cho con hạnh phúc trọn vẹn. Tôi biết chồng quá tử tế với mình, đây là cái giá tôi phải trả khi ngoại tình. Tôi viết lên đây để mong các bà mẹ nếu gặp trắc trở trong hôn nhân, hãy nói với chồng để cùng gỡ rối,
đừng để mọi việc đi quá xa như tôi. Câu chuyện thứ 9, yêu đơn phương, người chồng phản bội. Vợ chồng tôi quen nhau rồi cưới nhau được 10 năm, cùng vượt qua nhiều sóng gió, đôi lúc cơm không lành, canh không ngọt, không thấu hiểu nhau lắm. Từ đó, anh bắt đầu chán và đi tìm niềm vui trên mạng. Anh quen rất nhiều cô gái chỉ để nói chuyện chơi qua đường, tôi đều cảm nhận được. Tôi biết, nhưng đó là tự do cá nhân của anh nên tôi không can thiệp. Và một ngày đang đi làm, có số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi, bảo chồng tôi đang đi khách sạn với vợ của họ. Tôi như chết lặng. Người chồng hiền lành, người tôi luôn tin tưởng, bây giờ lại cho tôi một cú sốc như vậy. Lấy lại bình tĩnh, tôi gặp anh nói chuyện, thấu hiểu được vấn đề cũng do cuộc sống gia đình làm anh chán nản, nên anh mới đi tìm niềm vui bên ngoài. Tôi nhận thấy cũng một phần trách nhiệm của mình trong đó. Chúng tôi tha thứ cho nhau, vun vén lại gia đình nhỏ của mình. Niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi mang bầu bé thứ hai, tôi vẫn thấy anh nhắn tin tán tỉnh nhiều người khác. Cái cảm giác tối đến, chung giường nhưng chồng nằm nhắn tin, chat với người ta, làm tim tôi đau nhói. Tôi tự trấn an rằng vì mình bầu bì nên để anh được thoải mái xíu cũng được. Chuyện không dừng ở đó. Sau khi sinh em bé thứ hai, tôi lại phát hiện anh có tình cảm sâu đậm với một người anh quen qua chat. Tôi stress, trầm cảm, rồi dần mất sữa. Từ đó tôi thấy anh cũng hoàn toàn thay đổi, không còn như trước nữa. Từ lúc quen anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc người chồng mẫu mực lại phản bội vợ con để đi ăn nằm với gái. Tôi đau, khóc, anh chẳng hề an ủi lời nào. Còn người anh quen, cô ta buồn, rồi đi ngủ với người khác, rồi bảo vì nhớ anh, thì trái tim anh đau nhói. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Lễ giữa năm, anh nói dối đi công việc để gặp cô ta, cắt đứt liên lạc với gia đình để được sống cùng người đàn bà đó mấy ngày. Sau lần đấy, đêm nào tôi cũng chứng kiến cảnh chồng nằm chung giường, không hề đụng chạm hay để ý đến người vợ nằm cạnh. Anh chỉ mải mê nhắn tin, xem video ABC cô nhân tình gửi. Những chuyến đi công tác kéo dài, những lý do công việc giả dối được anh đưa ra để kiếm cơ hội đi gặp nhân tình. Mỗi lần đi là anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình. Mấy mẹ con tôi ở nhà có chuyện gì cũng chỉ biết tự lo cho nhau. Anh đi gặp người ta về, chọn thái độ im lặng. Tôi đau đớn khóc lóc, hỗn với anh thì anh quyết định ly dị. Gia đình anh bảo tôi hỗn nên con họ mới ly dị. Con họ đi với gái thì bảo tôi phải chấp nhận, không chấp nhận thì chia tay. Anh bảo không có nhu cầu đi bước nữa, cũng như cưới cô nhân tình kia, cũng không còn tình cảm với tôi. Tôi không được can thiệp vào tự do cá nhân của anh. Anh muốn đi đâu, gặp ai, không liên quan gì đến tôi. Giờ đây, chúng tôi ly thân nhưng vẫn sống chung nhà để nuôi con. Anh chỉ xem tôi như người đẻ ra hai con của anh, còn người kia mới đích thị là vợ anh. Anh xưng chồng gọi vợ với người ta, còn tôi chỉ là mẹ của hai bạn nhỏ. Hai con tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Anh là người tốt, dù mọi người có nói anh như thế nào thì đối với tôi vẫn tốt. Thế nhưng có lẽ chúng tôi có duyên mà không phận nên rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi vẫn thương anh, thương đơn phương. Tôi có nên tiếp tục cuộc sống không tình yêu, ở chung với người không yêu mình? Anh chỉ có thân xác là hiện diện ở nhà, còn linh hồn dành cho người khác. Cách đây 1-2 tháng, họ lại đi gặp và quấn lấy nhau. Còn tôi giờ như người thứ ba, xen vào mối quan hệ của họ vậy. Hay là tôi nên rời đi cùng với con? Câu chuyện thứ 10, người tình chẳng muốn buông tay tôi. Đêm nay cũng như bao đêm khác, tôi trằn trọc không yên giấc, muốn rũ bỏ bao nỗi dày vò, dây dứt, mong tìm được sự thanh thản trong lòng mà chưa được. Trước đây, tôi đem lòng thầm yêu đồng nghiệp, người có vị trí cao trong công ty. Tôi chỉ là nhân viên bình thường. Tôi đã yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên, dù anh có gia đình như tôi. Tôi biết là không đúng, nhưng con tim không thể kìm nén. Cứ gặp người ấy là trái tim rung lên như cô gái lần đầu biết yêu.
trong khi đâu phải tôi chưa biết gì về đàn ông. Hằng ngày đều chạm mặt và tiếp xúc với anh, trái tim như loạn nhịp, bởi vốn dĩ cuộc sống vợ chồng tôi thật ngột ngạt, không có tiếng nói chung. Chồng tôi gia trưởng và ghen ghê gớm. Tôi yêu người ấy, nhưng tình cảm đó được giữ kín trong lòng. Rồi chồng tôi không may gặp tai nạn, trở thành người tàn phế, phụ thuộc hoàn toàn người khác, không thể tự chăm sóc bản thân. Mong manh giữa sự sống và cái chết của chồng khiến tôi thật sự thấy thương xót và yêu chồng hơn, muốn hy sinh hết thảy để cứu anh, kể cả tình yêu với đồng nghiệp mà tôi đang nghi ngóng trong lòng. Những ngày tháng lo lắng, chăm sóc chồng thật vất vả, nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi, để lại bao nỗi khổ đau cho gia đình tôi. Không biết có phải người sắp mất có linh cảm đặc biệt nào chăng, mà trước khi nhắm mắt, chồng tôi chỉ khóc, khóc như mưa đến tận khi nhắm mắt. Như khắc khoải điều gì đó, anh không nói được kể từ khi gặp nạn. Cả thời gian dài sau đó, hàng đêm tôi vẫn nằm mơ, chờn vờn thấy người chồng đau khổ trước khi chết, muốn nói mà không nói được. Tình cảm riêng tư với đồng nghiệp kia tôi luôn giữ kín tận đáy lòng. Thời gian trôi qua, tôi luôn lặng lẽ chăm sóc và tỏ sự ngưỡng mộ đến anh. Anh cũng dần nhận ra và đáp lại tấm chân tình của tôi. Chúng tôi đã có nhau, cuộc sống với bao khó khăn bộn bề, nhưng anh giúp đỡ tôi rất nhiều để vượt qua và vươn lên. Tôi sai trong hương vị tình yêu với khát khao cháy bỏng, học tập và làm việc không ngừng nên có được kết quả không nhỏ, điều mà từ khi mới lớn đến lúc có gia đình riêng không có được. Đầu đó một vài ánh mắt nhìn tôi ghen tị, nhưng ai cũng đánh giá tôi là người có nghị lực, ngoan hiền, chịu khó vì gia đình. Giờ anh thật sự không thể thiếu tôi. Mỗi lần tôi tỏ ra muốn rời xa, không cần anh nữa, là anh không thể chịu đựng được. Anh yêu và cung phụng tôi còn hơn cả vợ con. Đầu đó trong lòng tôi vẫn thấy thấp thỏm với cảm giác lén lút, tội lỗi mà không sao dứt ra được. Tôi phải làm gì? Nếu buồn thì anh nói cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, vì đời này chỉ muốn có tôi. Chúng tôi có lẽ chỉ có duyên mà chưa có phận chăng? Có ai hiểu được hoàn cảnh này của tôi không? Tôi đâu muốn phá gia đình anh. Tôi vẫn luôn tôn trọng vợ con anh. Muốn anh quay về, như vậy sẽ tốt cho tất cả. Anh lại chẳng muốn buông, trách tôi tệ bạc. Bao lời thề thốt đã có thể buông lời đoạn tiệt. Còn cứ kéo dài như thế này khiến tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và đau khổ. Tôi biết sẽ có nhiều lời mắng chửi, chỉ trích nặng nề. Nhưng tôi chỉ muốn tìm lại sự thanh thản và lối thoát cho mình. Tôi không muốn bị chìm đắm mãi trong chuyện tình này trước khi quá muộn. Chân thành cảm ơn các bạn đã nghe.